sách suốt ai cập ký tai vạ thứ nhì ếch nhái chúa lại bảo môi xe con vào gặp pharaon thưa với vua như sau chúa bảo để cho dân ta đi thờ phượng ngài nếu không ngài sẽ sai ếch nhái đến tràn khắp vào có ai cập sông ngòi sẽ đầy núp nhúc ếch nhái chúng sẽ nhảy vào cung và tận phòng ngủ của vua đầy cả giường trong nước ai cập nhà nào cũng sẽ đầy ếch nhái ếch nhái trong lò, trong bếp, trong cả thùng nhồi bột. Ếch nhái cũng sẽ bò lên giường của mọi dân Ai Cập, bò lên cả mình vua, rồi chúa dặn môi xe. Bảo Aaron đưa gậy hướng về các sông, suối hồ để ếch nhái, từ các nơi đó tràn lên khắp Ai Cập. Aaron vâng lời và ếch nhái tràn đã khắp nơi trong nước. Các thầy Pháp dùng pháp thuật cũng làm cho ếch nhái bò lên chỉ thêm chật đất. Pharaoh liền cho môi xe và aaron đến nói hãy cầu xin đức chúa trời để ngài cho ích nhái lánh xa chúng ta rồi ta sẽ cho dân hebrew đi thờ phượng ngài môi xe tâu xin bệ hạ vui lòng cho biết bệ hạ muốn lúc nào ếch nhái rời khỏi ai cập để tôi cầu đức chúa trời cho đúng lúc ấy ếch nhái chết đi chỉ còn lại ở dưới sông mà thôi Pharaoh đáp ngày mai thưa vâng môi xe nói như vậy bệ hạ biết rằng chẳng có ai như Chúa, Đức Chúa Trời của chúng tôi, trừ dưới sông ra, ếch nhái ở những nơi khác, đều sẽ chết hết. Rồi cung vua, môi xe liền cầu xin Chúa về vụ này. Chúa thực hiện lời môi xe xin ếch nhái chết la liệt trong nhà đến tận ngoài đồng. Người ta dồn xác chúng lại thành từng đống lớn, mùi hôi thối sông lên khắp nơi. Còn Pharaoh khi thấy mình đã thoát nạn này, nên trở lòng chai lì, không chịu cho dân Israel đi, đúng như Chúa đã báo trước, tai vạ thứ ba, mũi. Chúa lại dạy môi xe, bảo Aaron lấy gậy đập đất, bay lên, bụi bay lên, bụi sẽ biến thành mũi, dày đặc trong nước Ai Cập. Hai ông vâng lời Chúa, mũi tràn nan khắp Ai Cập, đậu đầy dẫy trên người Ai Cập và bu đầy mình xúc vật của họ. Các thầy Pháp thử dùng pháp thuật hóa bụi ra mũi nhưng không làm được. Họ tơ với Pharaon, đây là ngón tay của Đức Chúa Trời. Nhưng Pharaon ngoan cố, không nghe môi xe và Aaron như lời Chúa đã dạy. Tai vạ thứ tư, Rồi nhận. Sau đó, Chúa bỏ môi xe. Sáng mai con dậy sớm, đi ra bờ sông, gặp Pharaon thưa với vua rằng chúa bảo vua tha cho dân israel ra đi để họ thờ phượng ngài nếu không ngài sẽ sai ruồi nhận đến nhà nào cũng đầy ruồi ruồi sẽ bu khắp người vua quần thần và công dân ai cập nhưng đặc biệt đất gosen sẽ không có ruồi vì là nơi dân israel ở chúa phân biệt dân ngài với dân của vua vua sẽ biết rằng ta là chúa ta đang ở giữa lãnh thổ. Ngày mai, việc này sẽ xảy ra. Chúa thực hiện lời ngài vô số ruồi nhặng đến thành tương đàn, tàn hại đất Ai Cập, bay vào nhà người. Ai Cập từ vua, chí dân, Aaron liền cho đòi môi xe và Aaron đến, vừa nói, đem người Hebrew đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời của họ đi. Nhưng không được ra khỏi Ai Cập, môi xe đáp, không được, chúng tôi dâng cho Đức Chúa Trời các lễ vật người ai cập ghê tởm nếu chúng tôi dâng trước mặt họ họ sẽ giết chúng tôi sao chúng tôi phải đi sâu vào sa mạc chừng ba ngày đường và dâng lễ cho chúa tại đó như ngài đã bảo chúng tôi pharaon hứa rồi nuốt lời pharaon nhượng bộ thôi được ta cho đi vào sa mạc nhưng không được đi xa hơn nữa cũng nhớ cầu nguyện cho ta với. Môi xe hứa, tôi sẽ xin Chúa cho ruồi nhận rời Ai Cập. Nhưng xin vua đừng đánh lừa chúng tôi như lần trước. Rồi cung vua, môi xe xin Chúa cho ruồi nhận rút đi hết. Chúa nhậm nói ông, làm cho ruồi đi hết, không còn lại một con. Nhưng lòng của Pharaoh lại trở nên chai lì và không cho dân đi.